tôi là Minh Phụng và rất là vui được gặp các bạn trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay cùng chia sẻ với các bạn một cái tin rất là vui, đó chính là chúng ta có thêm rất nhiều loại hoa hồng mới, rất nhiều thu nhập mới trong năm 2021. Và với những cái hoa hồng và thu nhập mới thì của Amway sẽ giúp cho tất cả các bạn chúng ta sẽ có tiền nhanh hơn và có tiền nhiều hơn. Và có thể nói đây là một cái cơ hội rất tuyệt vời cho tất cả các bạn trẻ có thể nắm bắt cái cơ hội kinh doanh của Amway thời điểm hiện nay để có thể xây dựng một cái công việc kinh doanh cho chính bản thân của mình. Và hôm nay cũng chia sẻ với tất cả các bạn, chúng ta sẽ có tổng cộng là gì, là 5 cái loại hoa hồng và 2 cái phần tiền thưởng mới trong cuối năm. Thì ở trên đây cũng chia sẻ với các bạn, đầu tiên chúng ta sẽ có là gì, hoa hồng là 15% của việc chúng ta phân phối bán lẻ. Chúng ta sẽ có hoa hồng đó là gì, là 10% CSI dành cho doanh số từ khách hàng. Và chúng ta sẽ có bảng thành tích hoa hồng là gì, là từ 3 cho tới 21%. Thì trong đó chúng ta sẽ có một cái khoản lợi nhuận mới, đó chính là gì, là 3% mới, đúng không ạ, để chúng ta có được cái thu nhập sớm hơn trong Amway. Và điều tuyệt vời đó chính là gì, đây là hai cái phần gọi là tiền thưởng mới của năm nay, đó là chúng ta sẽ có thêm cái tiền thưởng đó là 15% bronze, và tiền thưởng thứ năm đó là tiền thưởng gọi là gì, là 35% bronze builder. Và 35% này sẽ được thưởng dựa trên cái hoa hồng thành tích của tất cả các bạn từng tháng, và chúng ta sẽ được cơ hội nhận từng tháng, tuyệt vời không ạ? Và sau khi anh chị các bạn ta đạt thành công, chúng ta đạt được cái mốc 21%, thì các bạn sẽ có cơ hội được nhận cái nguồn thu nhập cuối năm, đó là hoa hồng, đó là tiền thưởng cuối năm, đó là BQ và FQ dành cho tất cả các bạn đạt 21%. Và với cái hoa hồng gọi là BQ FQ này là một phần tiền thưởng rất tuyệt vời, các bạn sẽ có cái thu nhập thưởng cuối năm dao động từ 20 triệu tới 120 triệu đồng mỗi năm như vậy, và chúng ta sẽ được nhận liên tục từng năm và liên tục mỗi năm từ đây trở về sau các bạn nha. Và đây là những điều rất là tuyệt vời muốn chia sẻ với các bạn. Rồi, và bây giờ Phụng sẽ bắt đầu vào chi tiết để giúp cho mọi người chúng ta sẽ hiểu được những cái hoa hồng mới, những tiền thưởng mới nó tuyệt vời như thế nào ha. Đầu tiên Phụng muốn điểm cho các bạn chúng ta cùng nhau nắm về các bạn hoa hồng thành tích, bởi vì đây là các bạn quan trọng nhất trong cái chính sách trả thưởng của Amway. Thì hiện nay chúng ta sẽ có thêm hoa hồng thành tích, đầu tiên đó chính là doanh thu 5 triệu tương là 200 BV, các bạn sẽ được hưởng 3% thành tích. Đạt được 600 BV, doanh thu tầm khoảng 15 triệu, chúng ta sẽ có 6% thành tích. 1.200 BV, 30 triệu 9%. 2.400 BV, 60 triệu 12%. Đúng không ạ? 4.000 BV, 100 triệu doanh thu là 15% hoa hồng. 7.000 BV, tương đương 180 triệu doanh thu, chúng ta sẽ được nhận 18% hoa hồng. 10.000 BV, chúng ta tương đương 252 triệu doanh thu, chúng ta sẽ nhận 21% hoa hồng. Và tất cả những doanh thu này chúng ta chưa có thuế VAT của nhà nước được các bạn. Vậy thì 1 BV về doanh số được tích lũy tương đương với 25.200 đồng, các bạn ha, giống như là chúng ta đi siêu thị vậy đó, một cái điểm đi siêu thị, đúng không ạ, của Amway là 25.200 đồng đó. Và tất cả khách hàng chúng ta khi sử dụng sản phẩm, khi tiêu dùng thì đều được tích lũy vào trong doanh số của chúng ta. Rồi, ok. Và phần tiếp theo cũng chia sẻ với các bạn, đó là cái phần ví dụ đầu tiên về cách chúng ta tính về cái hoa hồng đầu tiên mà tất cả các bạn chúng ta bắt đầu xây dựng cái đội nhóm kinh doanh, xây dựng cái nhóm khách hàng. Nếu ngày hôm nay đây là bạn và bạn phục vụ, bạn hướng dẫn và giúp đỡ cho 10 khách hàng thôi, họ hiểu những sản phẩm tiêu dùng của Amway, và 10 khách hàng đó bạn có thể giúp cho họ mở thẻ được mua trực tiếp tại Amway, hoặc là bạn cung cấp trực tiếp cho họ. Ví dụ như 10 khách hàng họ tiêu dùng khoảng 500.000 đồng mỗi tháng với những sản phẩm đơn giản nhất như là kem đánh răng, rửa chén, giặt đồ, lau nhà, những mặt hàng gia đình chúng ta sử dụng, những hàng nhu thiết yếu thôi. Thì lúc này chúng ta đã tạo ra được một cái doanh số đó là 5 triệu đồng, tương đương là 200 BV các bạn. Thì với 200 BV này thì chúng ta sẽ có được ngay 3 cái phần hoa hồng từ Amway. Đầu tiên, nếu như bạn là cái người trực tiếp gọi là cung cấp sản phẩm này cho khách hàng, bạn sẽ có 15% bán lẻ, và 15% bán lẻ với 5 triệu doanh thu thì bạn sẽ có 750.000 đồng. Đúng không ạ? Và cái điều thứ hai đó là gì? Bạn sẽ đạt một cái mốc đó là gì, là hoa hồng đó là 3%, bởi vì bạn đã đạt được cái mốc đó là 200 BV. Đúng không ạ? 3%. Và với 3% này bạn sẽ được hưởng một loại hoa hồng thành tích đó là 150.000 đồng. Và một cái thông tin, một cái hoa hồng tuyệt vời đó chính là gì, là bạn sẽ được hưởng một cái phần CSI, đó chính là gì, là 10%. Thì ở trên chúng ta đã nhận 3% rồi, thì bây giờ bạn sẽ được cộng thêm 7% hoa hồng nữa với cái 5 triệu doanh thu, thì chúng ta sẽ có thêm đó là gì, 350.000 đồng. Vậy thì tổng cái thu nhập của các bạn với việc xây dựng kinh doanh ngay lúc khởi đầu với 5 triệu doanh thu thì chúng ta đã có cái lợi nhuận là 1.250.000 đồng. Thì có phải là điều này là điều cực kỳ tuyệt vời và là một niềm vui rất lớn dành cho tất cả các bạn mới, đúng không ạ? Và cũng tin rằng tất cả các bạn mới khi nghe điều này các bạn sẽ cảm thấy rất là hào hứng, cảm thấy rất là tuyệt vời. Và bây giờ thì Phụng sẽ đến cái ví dụ thứ hai để cho bạn nhìn thấy được cái thu nhập chúng ta sẽ bắt đầu tăng trong quá trình chúng ta xây dựng và chăm sóc khách hàng hiệu quả như thế nào.
Tiếp theo thì với ví dụ này chúng ta cũng nhìn thấy là gì, cũng dựa trên cái lượng khách hàng cũ như lúc nãy, và các bạn có thể tăng cường thêm khách hàng mới càng tốt. Thì cũng ví dụ với 10 khách hàng cũ mà chúng ta đã có, thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm một việc, đó là chăm sóc và giúp cho tất cả khách hàng đó họ nhìn thấy thêm giá trị của nhiều sản phẩm hơn để họ tiêu dùng được nhiều hơn. Thì trên 10 khách hàng này, ví dụ như họ tiêu dùng nhiều hơn và bạn đạt được một cái doanh thu đó là 15 triệu đồng, thì 15 triệu đồng này nó tích lũy tương đương là 600 BV. Đấy, thì 600 BV này thì bạn thấy là xét vào trong cái bảng thành tích hoa hồng thì chúng ta đã đạt được cái mốc giao dịch là 6%, đúng không ạ? Rồi, vậy thì ngay lúc này chúng ta cũng sẽ có được ba cái khoản lợi nhuận mà chúng ta nhìn thấy. Đầu tiên cũng là lợi nhuận hoa hồng bán lẻ 15%. Thì với 15% này, nếu như bạn là người cung cấp sản phẩm cho khách hàng, bạn sẽ được hưởng 15% và mức thu nhập có của 15% là gì, là tương đương bạn sẽ có 2.250.000 đồng. Và tiếp theo bạn sẽ nhận hoa hồng đó là thành tích 6%, thì bạn nhân cho 15 triệu bạn sẽ có được 907.000 đồng hoa hồng thành tích. Và cuối cùng bạn sẽ được hưởng thêm phần tiền thưởng là CSI 10%. Thì hiện tại ở trên bạn đã nhận 6% rồi, thì bây giờ bạn sẽ được cộng thêm đó là 4% cái hoa hồng gọi là CSI, thì bạn sẽ được nhận thêm là 600.000 đồng. Thì bạn sẽ có tổng cái lợi nhuận của bạn khi bạn chăm sóc một cái nhóm khách hàng đạt được 6% là bạn sẽ có 3.757.000 đồng. Có một cái phần bị lưu ý và cũng chia sẻ với tất cả các bạn, đó là gì, là cái tiền thưởng gọi là CSI, tiền thưởng thêm để được 10% đó các bạn. Thì chúng ta nhớ rằng đây là tiền thưởng dựa trên cái doanh số tiêu thụ trên cái mã thẻ khách hàng thường xuyên. Cho nên là gì, cho nên là các bạn hãy lưu ý tới cái điểm này để chúng ta có thể là dịch đạt được tối đa về những cái hoa hồng trong Amway. Và cái điều mà nó sẽ giúp cho các bạn, chúng ta sẽ có một cái hoạt động kinh doanh một cách tự nhiên và có một cái nguồn thu nhập gọi là ổn định và bền vững đó các bạn, đó là chúng ta hãy các bạn hãy giúp cho tất cả khách hàng của mình, đó là gì, là hãy hướng dẫn họ để giúp cho họ có thể biết cách tự đặt hàng được công ty, thậm chí là có thể chỉ dẫn cho khách hàng là biết cách để đặt qua online. Bởi vì hiện nay chúng ta đã có được sự hỗ trợ từ cái kênh online của Amway rất là tuyệt vời, giúp khách hàng giao hàng về tất cả về tận nhà, đúng không? Hỗ trợ cho khách hàng đặt hàng thông qua tổng đài, thông qua online và chuyển khoản trực tuyến hết. Thì lúc đó các bạn sẽ có một cái kinh doanh đó là gì, là rất là bền vững và kinh doanh rất là tự nhiên. Thì điều đó sẽ đem đến cho các bạn sự tự do trong tương lai, đem đến bạn một cái kinh doanh đó là gì, là rất là tuyệt vời. Bạn hoàn toàn làm chủ thời gian của bạn và bạn rất là thoải mái để bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của mình lớn hơn. Và tất cả lãnh đạo các bạn hãy giúp cho những người bạn mới hiểu về cái giá trị hoa hồng mới này, để giúp cho các bạn sẽ có thu nhập nhanh hơn và có thu nhập sớm hơn, để các bạn có thể ở trong Amway lâu hơn, để các bạn có được việc, có thể có cơ hội nhận được. Rồi, và chúng ta đã qua hai cái ví dụ đầu tiên để chúng ta hiểu được cách tính về những cái hoa hồng mới ở hoa hồng CSI, những tiền thưởng mới, tiền thưởng nhanh hơn. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến ví dụ thứ ba, đó là gì, về một phần tiền thưởng, đó là thưởng về tiền thưởng RON. Để chúng ta có thể đạt được cái tiền thưởng 15% của RON thì các bạn cần phải thỏa hai cái điều kiện sau. Thứ nhất đó là bạn cần phải giúp cho ba cái nhóm nhà phân phối của mình đạt được doanh số đó là gì, là 200 BV tối thiểu. Là có nghĩa là ba cái nhóm nhà phân phối của mình đạt được đó là gì, là 3%. Và bạn sẽ có điều kiện thứ hai là với tổng cái doanh số nhóm của đội nhóm của bạn đạt được tổng từ 1.200 BV trở lên, là tương đương đạt 9% trở lên, thì lúc này bạn sẽ được nhận cái tiền thưởng 15% RON trên tổng cái thu nhập của hoàn thành tích cá nhân của bạn. Và đây là một cái ví dụ ha, và đây là một ví dụ cũng chia sẻ với các bạn. Ví dụ ngày hôm nay bạn có ba cái nhóm nhà phân phối, bạn đã giúp ba nhóm nhà phân phối này bắt đầu khởi động kinh doanh và giúp cho họ đạt được 3%. Và trên đây là cá nhân của bạn là đạt được 600 BV. Thì 600 BV này tương đương 15 triệu với cái doanh số trên việc các bạn tiêu dùng cho cá nhân, cho gia đình, và cái việc bạn hỗ trợ cho cái nhóm khách hàng của riêng bạn. Thì tổng toàn bộ cái nhóm của bạn với doanh số của cá nhân của bạn và với doanh số của toàn bộ nhóm thì bạn đã đạt được đủ đó là 1.200 BV. Thì lúc này bạn sẽ có phần tiền thưởng, đó là tiền thưởng RON 15%. Và bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách tính cái tiền thưởng RON đó. Chúng ta thấy là nhà phân phối này là gì, đã có được ba cái nhóm và đã đạt đủ điều kiện, thì họ đầu tiên sẽ được nhận cái hoa hồng đó là 15%. Và với cái 15% này là gì, là nếu như nhà phân phối chúng ta cung cấp sản phẩm trực tiếp cho cái người khách hàng. Rồi thứ hai đó là gì, là sẽ có được cái hoa hồng thành tích tức là 9%, đúng không? Và song song đó thì các nhà phân phối này chúng ta cũng sẽ được đạt được gọi là nhận thêm cái tiền thưởng CSI cộng thêm, tức là cộng thêm 1% cho đủ điều kiện 10%. Thì cách tính như thế nào thì các bạn cũng đã biết trong những ví dụ trước rồi. Vậy thì bây giờ Phụng sẽ tính những cái hoa hồng thành tích trên 9% này cho các bạn xem. Đơn giản đó là với chúng ta có một cái nhóm nhà phân phối ở dưới chúng ta đạt được 3%, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một bài toán đơn giản là gì, là chúng ta lấy tổng cái thu nhập, cái hoa hồng trên tổng doanh số của nhóm, đó là 9% với cái nhóm của chúng ta là 1.200 BV, tương đương là khoảng 30 triệu, thì chúng ta sẽ có được khoảng là gì, 2.700.000 gọi là gì, hoa hồng của nhóm 9%. Thì chúng ta lấy 2.700.000 này thì sẽ trừ ra ba cái hoa hồng tiến dưới của chúng ta đã được nhận rồi, thì ba tiến dưới chúng ta đã nhận được 3%, tương đương là 150.000 đồng.
thì chúng ta nhân cho 3 thì chúng ta sẽ có khoảng 450.000 đồng, đó là 3 phía dưới mình nhận. Thì lấy cái tổng chúng ta trừ cái hoa hồng phía dưới nhận ra thì các bạn sẽ có cái khoản lợi nhuận của cá nhân của mình là 2.250.000, được không ạ? Thì đây là hoa hồng thành tích của 9%. Thì với 2.250.000 này thì hiện nay chúng ta sẽ được thưởng thêm một cái phần tiền thưởng, đó là tiền thưởng bronze 15% nữa. Thì với 15% này các bạn sẽ được nhân trực tiếp trên hoa hồng thành tích. Thì viết như ví dụ trên thì lấy 15% nhân cho hoa hồng thành tích đó là 2.250.000 thì các bạn sẽ được thưởng thêm đó là 337.500 đồng. Và với điều này thì trước đây chúng ta hoàn toàn không có, đúng không ạ? Và hoa hồng này được thưởng sẽ càng nhiều nếu như cái hoa hồng thành tích của bạn càng tăng, đúng không ạ? Nếu như hoa hồng thành tích của bạn là tăng là gì, là 4 triệu, là 5 triệu thì đương nhiên cái tiền thưởng thì sẽ càng tăng theo tỷ lệ thuận đó. Và đây là cái phần ví dụ chúng ta cùng nhau, đó là gì, là đi đến phần ví dụ thứ tư. Phụng chia sẻ với tất cả những các bạn, chúng ta đang có mục tiêu đó là đạt được 15%, 18%. Và đây là phần tiền thưởng là Room Builder dành cho nhà phân phối đạt được 15%, 18%, có cấu trúc 3 nhánh của Amway. Thì với cái tiền thưởng này các bạn thấy là có một điều rất là tuyệt vời, đó chính là gì, là chúng ta sẽ được nhận cái tiền thưởng lên tới 35%, cái hoa hồng thưởng thêm trên cái thu nhập của thành tích cá nhân của chúng ta. Và cái điều kiện để thỏa cái điều kiện ta được thưởng cái tiền thưởng gọi là 35% này, thì chúng ta sẽ có hai cái điều kiện. Thứ nhất đó là các bạn sẽ giúp được trong hệ thống các bạn có 3 cái nhóm nhà phân phối đạt được thành tích từ 6% trở lên. Và thứ hai, bạn sẽ tổng thành tích nhóm đạt được doanh thu từ 4.000 BV trở lên, có nghĩa là đạt được 4.000 BV là 15% hoặc là 7.000 BV là 18%, thì các bạn sẽ được thưởng cái phần tiền thưởng Room Builder này. Và phần tiền thưởng của chúng ta đó là 35% tiền thưởng, thì trong đó sẽ có 20% là tiền thưởng của Room Builder và được thưởng thêm 15% thưởng thêm luôn cái tiền thưởng của Ron, có nghĩa là với cái phần thưởng này các bạn thưởng luôn cả hai phần tiền thưởng, cho nên chúng ta được 35% các bạn nha. Và bây giờ Phụng sẽ làm một cái bài toán về tính về cái tiền thưởng trên cái ví dụ ở trên bảng các bạn ha. Ví dụ đây là một nhà phân phối đã đạt được tổng cái nhóm thành tích đó là gì, là 4.000 BV, và người này có thành tích nhóm cá nhân của bạn đó là 1.000 điểm, và bạn đã giúp được 3 nhà phân phối trong nhóm của mình. Bạn số 1 là đạt được 6% là 600 BV, bạn số 2 là 9% 1.200 BV, và bạn số 3 là 9% cũng là 1.200 BV. Vậy thì trên cái ví dụ này chúng ta sẽ tính ra cái hoa hồng và tính luôn cái tiền thưởng để chúng ta có thể biết được cái lợi nhuận của chúng ta bao nhiêu. Đầu tiên đó chính là vậy, là bạn sẽ có cái hoa hồng gọi là hoa hồng bán lẻ như lúc đầu, thì các bạn sẽ biết cách tự tính cái này được không ạ? Tiếp theo đó là hoa hồng thành tích của các bạn là 15%, đúng không? Vậy thì cái cách tính cái hoa hồng của cá nhân của các bạn như thế nào đây? Thì bạn sẽ có cái hoa hồng của nhóm. Đầu tiên là bạn sẽ có những hoa hồng của nhóm, tổng nhóm là 4.000 BV thì tương đương là 100 triệu, đúng không? Và 100 triệu này bạn sẽ nhân cho cái 15%, và với 15% thì bạn sẽ có cái tổng thu nhập của cả nhóm nó là 15 triệu đồng, đó là tổng thu nhập của cả nhóm. Và sau đó công ty sẽ về lấy tổng thu nhập này thì tính ra cái thu nhập gọi là hoa hồng cá nhân của bạn, hoa hồng cá nhân của bạn, thì 15 triệu này công ty sẽ trừ cái hoa hồng 9%, hoa hồng 6% của những nhóm phía dưới các bạn. Thì Phụng đã tính sẵn đó là gì, là tổng của 3 nhà phân phối phía dưới họ đã nhận được một cái phần tiền hoa hồng đó là gì, là 6 triệu 3, thì bạn sẽ lấy 15 triệu và sẽ trừ đi 6 triệu 3 cái hoa hồng của phía dưới, thì còn lại hoa hồng của bạn đó chính là 8 triệu 7. Và đây là cái hoa hồng thành tích mà bạn được nhận trong cái ví dụ này. Đó. Thì khi bạn đã tính được ra cái hoa hồng thành tích của bạn rồi thì lúc này công ty sẽ gì, sẽ thưởng thêm cái tiền thưởng Room Builder, đó chính là 35%, thưởng 35% tiền thưởng Room Builder trên cái thu nhập của thu nhập cá nhân, thì bạn sẽ có cái tiền thưởng đó là 3.045.000. Bạn sẽ lấy 35% và nhân cho cái thu nhập cá nhân của bạn thì bạn sẽ có thêm một phần tiền thưởng là 3.045.000. Vậy thì tổng thu nhập của nhà phân phối đạt 15% và đạt luôn cái tiền thưởng là 11.745.000. Đó. Thì với cái thu nhập này có phải là rất là hấp dẫn và rất là tuyệt vời dành cho tất cả những nhà phân phối đạt được gọi là gì, 15% trở lên. Và khi các bạn đã xây dựng ra cái kinh doanh mà có cái hệ thống tiêu thụ sản phẩm của Amway đạt 15% trở lên thì coi như các bạn đã bắt đầu có một cái công việc kinh doanh rất là tốt. Và đây là thời điểm mà các bạn có thể bứt phá, có thể gì là đạt được những cái pin cao hơn và tiếp tục cho cái mục tiêu đó là gì, lên 21% để các bạn có thể nhận được tiền thưởng đó là BQ và FQ của hàng năm. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau qua một ví dụ tiếp theo về một cái tiền thưởng, đó là tiền thưởng năm của Amway dành cho nhà phân phối lãnh đạo 21%.
Và đây cũng là một những cái điều mà để các bạn sẽ càng háo hức hơn để các bạn đặt mục tiêu để các bạn nhanh chóng đạt được cái mức thành tích 21% các bạn nha. Thì đây là tiền thưởng gọi là SQ và BQ hàng năm của Amway và bắt đầu dành cho tất cả nhà phân phối từ năm 2020 cho tới trở về sau. Thì để chúng ta đạt được cái tiền thưởng gọi là gì BQ và SQ thì hiện tại năm nay chúng ta là năm 2021 đúng không các bạn? Và chúng ta đang bắt đầu đó là cái tháng đầu tiên của năm 2021, đó là tháng 9. Thì đây là cái gì? Cái năm tài chính của trong Amway và phục hướng dẫn cho mọi người chúng ta hiểu luôn. Năm tài chính là cái năm để chúng ta được xác nhận danh hiệu để chúng ta được nhận tiền thưởng bắt đầu từ tháng 9 2020 cho tới tháng 8 2021. Đó là một năm tài chính. Vậy thì năm tài chính năm sau cũng lại tiếp tục bắt đầu vào tháng 9 tới tháng 8 các bạn ha. Chúng ta sẽ có 12 tháng của một năm tài chính. Và trong cái năm tài chính này nếu như các bạn chúng ta đạt được cái mức pin đó là 21% thì lúc này các bạn sẽ có cơ hội được nhận tiền thưởng gọi là BQ. Và nếu như các bạn bảo trợ ra những nhà phân phối ở tuyến dưới của các bạn và họ lên 21% và các bạn có được cái hoa hồng lãnh đạo thì các bạn sẽ được nhận tiền thưởng FQ. Thì hôm nay Phụng sẽ chia sẻ cho các bạn, chúng ta sẽ hiểu về phần gọi là tiền thưởng BQ là như thế nào. Còn về phần FQ thì các bạn sẽ theo dõi những video tiếp theo để các bạn thể hiểu hơn. Với cái tiền thưởng gọi là BQ này dành cho tất cả nhà phân phối mà chúng ta chưa đạt 21% hoặc là nhà phân phối đã đạt 21% và năm nay chúng ta có sự tăng trưởng hơn cái tháng 21% so với năm trước. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, là sẽ có một cái BQ của chúng ta sẽ bằng một tháng 21% các bạn ha. Vậy thì Phụng ví dụ như ngày hôm nay với những anh chị chúng ta đã từng đạt 21% của năm trước mà năm nay anh chị có sự duy trì được cái tháng 21% giống nhau. Ví dụ năm trước anh chị có 3 tháng 21% là đồng nghĩa chúng ta sẽ có 3 tháng BQ. Thì năm nay chúng ta lại tiếp tục có được 3 tháng 21% nữa thì đồng nghĩa là chúng ta đang được nhận cái tiền thưởng ở mức là duy trì đó là 10%. Đúng không ạ? Nhưng nếu chúng ta tăng trưởng nó là gì, là từ 1 cho tới 2 tháng BQ thì chúng ta sẽ được gọi là gì, được thưởng phần tiền thưởng tăng trưởng đó là 20%. Và nếu như chúng ta tăng trưởng được 3 tới 5 tháng BQ thì chúng ta sẽ được thưởng 25%. Và nếu chúng ta tăng trưởng là trên 6 tháng BQ thì chúng ta sẽ được nhận là gì, tới 30% về tiền thưởng thêm, tiền thưởng trên cái hoa hồng lãnh đạo, trên cái hoa hồng của nhà phân phối của các anh chị hàng tháng. Đó, và được tích lũy và được trả thưởng trong một năm. Thông thường là chúng ta được nhận vào ngày 15 tây tháng 10 vào năm kế tiếp. Đó là chúng ta sẽ được nhận toàn bộ cái tiền thưởng này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là cái cách để chúng ta đạt được những cái tiền thưởng BQ là như thế nào trên những cái ví dụ của hướng dẫn các bạn nhé. Đầu tiên ví dụ số 1 ha. Ví dụ số 1. Ví dụ hiện nay là tháng 9 năm 2020 và chúng ta đang bắt đầu xây dựng kinh doanh. Và trong một năm tài chính đó là có 12 tháng. Ví dụ như anh chị chúng ta có được là gì, 2 tháng BQ. 2 tháng BQ. 2 tháng BQ có nghĩa là anh chị đạt được 2 tháng 21% bất kỳ trong cái năm này. Có thể là tháng 2 anh chị là 21% hoặc là tháng 8 anh chị là 21%. Thì chúng ta sẽ có 2 tháng. Thì dựa trên 2 tháng 21% này nè, thì chúng ta sẽ có cái hoa hồng, đó là gì, đó là cái hoa hồng thành tích. Hoa hồng thành tích của 2 tháng 21% này. Thì trung bình một tháng 21% của nhà phân phối Phụng ví dụ như là mình sẽ có 25 triệu một tháng. Đúng không ạ? 25 triệu một tháng. Thì lúc này chúng ta sẽ được nhân cái gì ạ? Cái tiền thưởng tăng trưởng trên cái hoa hồng thành tích của 2 tháng đạt được BQ. Vậy thì các bạn đã biết cái cách tính đúng không ạ? Rất là đơn giản đúng không ạ? Thì chúng ta có con số 2, chúng ta xét vào trong cái bảng tiền thưởng chúng ta đạt được 20%. Và hiện lúc này các bạn sẽ lấy 20%, các bạn nhân cho 2 tháng đạt 21% có nghĩa là 50 triệu. Vậy thì cuối năm các bạn sẽ có một phần tiền thưởng đó là gì, là 10 triệu đồng. Đây là tiền thưởng cuối năm của các bạn, đó là tiền thưởng BQ. Được không? Rồi, và ví dụ tiếp theo tôi chia sẻ với các bạn đó là gì? Nếu như ngày hôm nay các bạn chúng ta không phải đạt 2 tháng mà các bạn đang nỗ lực để các bạn đạt được nhiều hơn. Ví dụ tiếp theo là gì? Ví dụ số 2. Đó là gì, là các bạn sẽ đạt được là gì, là 4 tháng đúng không? 4 tháng BQ. 4 tháng BQ. Có nghĩa các bạn sẽ đạt được 4 tháng 21% thì tương đương là bạn sẽ đạt được đó là goal trong Amway đúng không ạ? Thì 4 tháng 21% thì bạn đạt được bất kỳ trong 1 năm 12 tháng. Thì với 4 tháng này thì ví dụ mỗi 1 tháng như vậy các bạn sẽ có thu nhập là 25 triệu. Bạn nhân cho 4 tháng thì có phải là chúng ta sẽ có là 100 triệu lợi nhuận của 1 năm dành cho những tháng đạt BQ. Thì bạn sẽ được nhân cái tiền thưởng là 25%. Đúng không ạ? Lấy 25% các bạn nhân cho 100 triệu. Thì cuối năm bạn sẽ được nhận cái phần tiền thưởng đó là gì? 25 triệu đồng. Đó, và chúng ta được nhận tiền thưởng 25 triệu đồng vào cuối năm. Được chưa? Rồi, và cũng sẽ chia sẻ các bạn ví dụ tiếp theo nữa. Đó là gì, là ví dụ số 3. Vậy nếu như bây giờ các bạn nỗ lực hơn, các bạn đạt 4 tháng này. Tốt, bây giờ các bạn là gì? Là đạt được là gì? 6 tháng. 6 tháng. Gọi là 6 BQ, đúng không? Chúng ta sẽ gọi là 6 BQ. Thì 6 tháng này thì cũng y như lúc nãy cũng chia sẻ các bạn, chúng ta sẽ lấy cái gì? Trung bình là 25 triệu chúng ta nhân cho 6 tháng bất kỳ chúng ta đạt được trên 12 tháng là chính. Thì lúc này chúng ta sẽ có tổng cái gì, cái thu nhập của những tháng 21% đó là 150 triệu. Thì xét vào trong cái bảng thành tích tăng trưởng thì bạn đã tăng trưởng được 6, có nghĩa là gì, là trên 6 tháng, từ 6 trở tháng trở lên thì bạn sẽ nhận được là 30% tiền thưởng cuối năm. Thì bạn sẽ lấy gì, 150 triệu này nè, bạn sẽ lấy gọi là gì, là 30%
nhân cho 150 triệu. Đó, bạn sẽ có một phần tiền thưởng cuối năm đó là 45 triệu. Tiền thưởng cuối năm dành cho một nhà phân phối đạt được Platinum trong Amway. Đúng không? Vậy nếu nhiều hơn nữa thì sao? Thì phần tiền thưởng thì sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Và cũng cho các bạn xem thêm một ví dụ nữa để các bạn thấy là gì. Nếu như ngày hôm nay bạn trong những người bạn mới, chúng ta đang bắt đầu có những mục tiêu chúng ta đạt 20% thì các bạn sẽ thấy đây là cơ hội rất tuyệt vời cho các bạn. Đó là gì, là cái ví dụ thứ tư. Đó, nếu như bạn đạt luôn 12 tháng. Đó, 12 tháng BQ. Đó. Thì khi bạn đạt được 12 tháng BQ thì lúc này bạn sẽ được nhận đó là gì 30% cái gì, cái tiền thưởng cuối năm, đúng không? Bởi vì bạn đã hơn 6 tháng rồi. Thì với 12 tháng BQ thì bạn cũng sẽ lấy cái gì, cái tổng cái thu nhập của 12 tháng 21% đó bạn nhân lại. Trung bình là 25 triệu nhân cho 12 tháng. Đó. À, thì sẽ nhờ một bạn nhân giúp mình cái nha. Chúng ta sẽ có tổng cuối năm đó là 300 triệu về thu nhập trên một năm. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ được gì? Được nhân cho 6, nhân cho cái bảng thành tích đó là gì? Là đạt mốc trên 6 sẽ được nhân 30%. Bạn sẽ lấy 300 triệu này, bạn sẽ được nhân gì? 30%. Đúng không? Là được nhân 30%. Thì lúc này cuối năm bạn sẽ có một phần tiền thưởng đó là 90 triệu đồng. Cuối năm. Đó các bạn, 90 triệu đồng cuối năm. Đó, thì đây là bốn cái ví dụ mà mình chia sẻ cho các bạn. Mình có phải là gì, là với những cái ví dụ này để cho các bạn chúng ta có thể đặt cái mục tiêu của mình. Đó, trong một năm bạn muốn đạt được bao nhiêu tháng 21%, bạn muốn nhận tiền thưởng bao nhiêu tiền thưởng của BQ đều do các bạn quyết định. Và khi kết thúc năm nay thì đó là cái nền tảng để năm sau các bạn sẽ tiếp tục nhận tiền thưởng này. Và đây là phần tiền thưởng của lợi nhuận hàng năm và các bạn sẽ được nhận gọi là mỗi năm một lần. Và bản thân cũng Phụng khi làm kinh doanh Amway thì mỗi năm được nhận tiền thưởng này, và cái năm rồi là cái năm mà Phụng được nhận tầm khoảng hơn 120 triệu tiền thưởng năm rồi. Và năm nay là tiếp tục, Phụng lại tiếp tục là gì, là được nhận cái phần tiền thưởng. Và cái điều mà hy vọng của mình chính là gì, làm sao giúp cho tất cả cộng đồng, tất cả anh em đang kinh doanh có thể cùng với mình phát triển và cùng mình làm được tất cả tiền thưởng tối ưu hóa cái thu nhập ở trong Amway. Và đây là toàn bộ những cái hoa hồng, những cái chương trình tiền thưởng hoàn hồng mới của Amway. Và cũng là một trong những cái điều rất là tuyệt vời mà Amway đã đầu tư để dành hỗ trợ cho thị trường Việt Nam. Thời điểm mới, Amway mới và đã tạo cho chúng ta một cơ hội hoàn toàn mới các bạn. Cho nên đừng bỏ qua, hãy nhanh chóng nghiên cứu, tìm hiểu thật kỹ và nắm bắt ngay để chính bạn sẽ có một cái cơ hội xây dựng một cái sự nghiệp kinh doanh cho chính bản thân của mình. Hãy chia sẻ mạnh mẽ những cái video này, hãy chia sẻ mạnh mẽ những cái kiến thức này dành cho tất cả những người bạn mới bắt đầu tham gia với chúng ta. Các bạn thân mến, mọi thứ hiện tại đã sẵn sàng để chờ đón bạn. Hãy thiết lập mục tiêu cùng với Tiến Trên và đồng đội của mình để hoàn thành mục tiêu cách tốt nhất, và hãy hành động ngay hôm nay các bạn nhé. Và chúc tất cả các bạn sẽ cùng nhau thành công.